Giới thiệu về quan hệ lao động quản lý. Quy trình khiếu nại. Hãy đặt mình vào vị trí nhân viên mới một lần nữa. Bạn sẽ gặp phải những vấn đề gì khi bạn bắt đầu làm việc tại nhà máy? Tại nơi làm việc, những vấn đề nào có thể liên quan đến trách nhiệm công việc? Mối quan hệ giữa quản lý và các đồng nghiệp. Tiền lương, điều kiện vật chất và các vấn đề tinh thần cũng có thể liên quan đến việc chứng kiến người khác vi phạm các chính sách và nội quy của nhà máy. Một số vấn đề mang tính tạm thời như sự hiểu lầm sẽ không còn tồn tại khi bạn đã quen với môi trường làm việc mới. Nhưng bạn sẽ phải làm gì đối với những vấn đề nghiêm trọng vẫn còn tồn tại? Bạn sẽ gặp ai để nhờ giúp đỡ? Bạn mong muốn nhà máy sẽ cung cấp phương tiện gì để bạn tìm kiếm sự giúp đỡ? Nhà máy có hòm thư góp ý không? Hoặc số điện thoại để bạn có thể gửi khiếu nại hoặc kiến nghị? Hãy tự hỏi, khi bạn phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, bạn có sử dụng hòm thư góp ý không? Câu trả lời thường sẽ là không. Bởi vì, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực sự không giỏi trong việc trình bày bằng văn bản? Nếu bạn lo lắng, liệu thư của bạn có được nghiêm túc tiếp nhận hay không? Nếu ai đó nhìn thấy bạn gửi một lá thư vào hòm thư góp ý, sẽ có một tin đồn rằng bạn là người gây rắc rối không? Cho dù những suy nghĩ này có hợp lý hay không, thì nhân viên mới cũng không thể sử dụng các hòm thư góp ý một cách khách quan. Vì vậy, bạn mong đợi điều gì khi bạn đang gặp các vấn đề nghiêm trọng? Vâng, bạn muốn một ai đó để bạn có thể nói chuyện cùng, người đó lắng nghe bạn mà không phán xét, hướng dẫn bạn và khuyến khích bạn làm theo hướng dẫn đó. Người đó có thể là người trong nhà máy hoặc một ai đó bên ngoài. Có thể là một hoặc một nhóm người, với điều kiện là phải làm trung gian và có hiểu biết. Mỗi nhà máy đều khuyến khích thiết lập một nhóm trung gian như vậy để hỗ trợ người lao động mới. Nhóm này phải được giới thiệu trong chương trình đào tạo định hướng và phân bổ tại mỗi một khu vực làm việc. Ngoài ra, sổ tay nhân viên phải cung cấp các số điện thoại liên lạc để gọi điện và nhắn tin, để sắp xếp các cuộc gặp kín trước và sau giờ làm việc. Bạn có thể phản đối việc thành lập nhóm trung gian này, vì nhà máy của bạn đã có các kênh thông tin để người lao động nêu ra những ý kiến vấn đề của họ. Đây là một thực tế khá thú vị. Một nghiên cứu của công ty quản lý nhân lực tiết lộ rằng lý do công nhân nghỉ việc thường gặp nhất là: vì họ có vấn đề với người quản lý của mình. Bạn nghĩ sao? Liệu công nhân có thể sử dụng các kênh thông tin khi họ đang gặp vấn đề với người quản lý của mình? Vai trò của lãnh đạo nhà máy là tạo ra một văn hóa làm việc tích cực, nơi mà những vấn đề mang tính chất xây dựng được đưa ra bởi tất cả nhân viên, được thảo luận và giải quyết. Nhân viên mới thường không có kỹ năng giao tiếp hoặc không đủ can đảm để đưa ra ý kiến, nên nhà máy phải cung cấp các kênh thông tin khác nhau để công nhân mới phát triển kỹ năng và can đảm giao tiếp sau một thời gian.